là bữa Dạy. bữa trên lớp mình học được 3 buổi mà thầy mới dạy tụi em tới lãm phát là mới xong chương 1 á, nên là bắt đầu học online là mình mới học qua chương 2 à, bị trễ 1 buổi nên là mình bù thêm 1 buổi nữa, bữa thầy có nói á. Rồi 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 thầy biết rồi. Rồi trong cái phần chat đó, trước khi học thì nói trong cái phần chat mấy bạn thấy cái ID không? Mấy bạn thấy cái ID trong phần chat không? Dạ thấy rồi thầy. Cái buổi thứ năm á, cái buổi thứ năm đó là như thế này nha, thầy nói lý do luôn. Cái buổi thứ năm là cái buổi thứ năm là sắp lịch rồi, nhưng mà theo cái ở trên trường á, thì buổi thứ năm đó là sẽ bỏ lịch, nhưng mà lớp mình có cái lịch đó rồi thì học cái ID khác, hiểu không? Cái buổi thứ năm đó coi như là cái buổi thầy thêm vô, thì tại vì lịch đủ 6 buổi là người ta tính tiền đủ 6 buổi rồi thôi, em hiểu ý nói không? Còn buổi thứ năm đó sắp lịch buổi đó rồi thì mai mốt sẽ xóa xóa lịch buổi đó, nhưng mà ngay cái buổi thứ năm đó mình vẫn học cái theo cái ID này với cái mã lớp này nha, nghe kịp không? Thấy thấy nên là thống nhất lại, và buổi thứ năm là buổi thầy ôn tập rất quan trọng nha, còn bạn nào vắng thì đáng chịu quá nha, nắm được ý nói không? Nên trên tinh thần là buổi thứ năm là buổi thứ sáu là thầy ôn tập lại những cái gì mà mình đi thi cần phải làm, nên là nghe nghe tham gia cũng đầy đủ nha, cũng đúng giờ đó. Thứ năm là 1 giờ mình học K2 phải không? K2 phải không em? Thứ năm theo lịch là K K2 đúng không? Đúng rồi, dạ là hai 3 giờ K nha. lộn K K đúng là K 1 giờ á, K 1 giờ, K1 giờ hay 3 giờ? 1 giờ. À đúng rồi, vì K1 giờ thì mình bắt đầu 1 giờ luôn nha, không bắt đầu 1 giờ 15 nha em. Nghe kịp ý nói chưa? Dạ là cứ bấm vô cái ID đó là đợi thầy vô thôi đúng không thầy? ID đó với cái badge 123, nắm được Dạ. chưa? Rồi nha, cái ID với cái badge 123 nha, nhớ dùm, nhớ nhớ ghi lại dùm nha, nhớ ghi lại cái ID dùm nha. Rồi còn còn nếu mà có gặp sự cố gì thì cái bữa đó mà lỡ như có gặp sự cố gì thì bữa cái Zalo của thầy là 0979 07 6267, thì lỡ ấy thì mà 1 giờ mà không thấy gì hết mà vô không được thì làm ơn nhắn dùm cái Zalo này lại dùm nha, nghe kịp không? Nhưng mà trên tinh thần là sẽ đúng á, được chưa? Rồi vậy mình tiếp tục nha, là tiếp tục cái buổi thứ năm nha. Thầy mình qua cái chương số 3 nha, thanh toán trong nền kinh tế thị trường. Thì cái chương này á, nói lại nha, nó dài lắm nên là thầy nói rất là nhanh nha. Còn sau này em
bạn nào có nghe không kịp muốn nghe lại thì nghe lại phần record, còn tài liệu là thầy gửi lên luôn rồi đó, nghe kịp không ha? Thì tài liệu là học xong là thầy gửi tài liệu phần này luôn, làm bài kiểm tra luôn. Ai mà bữa giờ bài kiểm tra nhỏ đó ha, ai giờ bữa là bài nhỏ thì cái bài này gắng làm từ từ nha, nghe kịp không? Điểm cho lấy cho cao nha. Rồi mình qua tới cái phần chương 3 là thanh toán trong nền kinh tế thị trường. Thì ai cho thầy biết là các cái hình thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay, những cái hình toán phân, một số cái hình thức mà thanh toán phổ biến nhất hiện nay, phát biểu thử cây Diễm Hằng. Diễm Hằng. Dạ, thầy là thanh toán bằng tiền mặt. Đúng rồi, hình thức thanh toán thứ nhất là thanh toán bằng tiền mặt. Còn gì nữa chuyển không? Khoản. Chuyển đúng khoản. Rồi, thanh toán bằng chuyển nhà, chuyển khoản. Còn thanh toán bằng gì nữa không? Dạ, cà thẻ. Thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản, hai cái đó là một ha, nghe kịp không? Thanh toán bằng thẻ, bản chất của nó là bằng chuyển nhà, chuyển khoản đó, được chưa? Rồi còn thức thanh toán nào nữa không? Dạ em hết biết rồi thầy ơi. Rồi ok ha. Gì thầy gom luôn ha, thầy gom luôn các hình thức mà bằng thẻ em nói đó, người ta gom lại là không dùng tiền mặt, nắm được chưa? Vậy thì hiện nay có hai cái hình thức thanh toán phổ biến nhất, đó là bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt ha. Đây là hai cái hình thức thanh toán phổ biến nhất, nắm được ha, tiền mặt và không dùng tiền mặt. Thì trong bài, trong chương 3 của mình đó, thì mình cũng sẽ nghiên cứu về hai cái hình thức này, và trong hai hình thức này mình sẽ tập trung vô cái hình thức là không dùng tiền mặt, nắm chưa? Tại vì đây là cái xu thế ha, đây là cái xu thế sau này, được chưa? Hầu như là thanh toán không dùng tiền mặt, nên mình sẽ tập trung vô cái phần thứ hai là thanh toán không dùng tiền mặt, được chưa? Mình qua cái phần thứ nhất trước ha, được chưa? Mình qua cái phần thứ nhất là thanh toán bằng tiền mặt, được chưa? Vậy thì hôm bữa mình học trong cái chương 1 đó, tiền mặt có rất nhiều cái khái niệm ha, tiền mặt có rất nhiều cái khái niệm. Vì trong cái phần mà thanh toán thì tiền mặt, ai cho thầy biết khái niệm về tiền mặt đây? Ai cho thầy biết khái niệm về tiền đây? Vì trong cái góc độ thanh toán này, mình lấy cái khái niệm nào đây? Phát biểu cây Nguyễn Thanh Thảo. Nguyễn Thanh Thảo. Nguyễn Lê Thanh Trúc. Nguyễn Lê Thanh Trúc. Dạ nghe thầy ơi. Phát biểu các em. Thầy hỏi lại cái thầy. Hôm bữa mình định nghĩa về tiền á, có rất nhiều cái định nghĩa về tiền. Vì trong cái phần mà thanh toán thì mình lấy cái định nghĩa tiền là định nghĩa nào đây? Thưa thầy, tiền là một không nhớ thầy ơi. Ai phát biểu thử coi. Có một bạn đề tên là khách sạn N12 nè, không ghi tên phía sau gì hết nè. Sao được điểm danh em? Cao đẳng khách sạn 26N12 nè, mà không có ghi tên tuổi gì hết nè. Sửa lại tên tuổi nha, còn sửa lại tên tuổi thì đá văng ra luôn nha. Nghe kịp không? Thì lội ra luôn nha. Sửa lại tên tuổi nha. Ê, cao đẳng khách sạn 612 nè, không có tên tuổi lấy đâu mà điểm danh nha. Rồi, ai nhớ về cái định nghĩa về tiền, phát biểu lại anh thầy coi, gì trong cái phần mà thanh toán gì tiền mình hiểu theo định nghĩa nào ơi? Tiền mình lấy định nghĩa nào đây? Có ai phát biểu không? Đâu phát biểu coi Tiết Ngân, La Tiết Ngân, phát biểu coi La Tiết Ngân. Hỏi lại cho thầy. Trong chương 1 á, còn nhớ bài không? Mình
trong cái phần định nghĩa về tiền, tiền có rất nhiều cái định nghĩa. Vì trong về mặt thanh toán này, vì tiền theo em, tiền tiền là cái gì ấy? Dạ, tiền là phương tiện để thanh toán. À, đúng rồi ha, đơn giản như vậy thôi nha. Tiền có rất nhiều cái định nghĩa, hôm bữa mình học rồi, nó là một cái phương tiện thanh toán, phương tiện trao đổi, được chưa ha, nó đo lường giá nhỉ em, giá trị, kịp không ha, tiền là phương tiện để đo lường cái giá trị của hàng hóa, còn gọi là giá cả. Thì trong ba cái khái niệm đó, trong cái phần thanh toán của mình lấy cái khái niệm ha, tiền, được chưa, tiền là một phương tiện thanh nhẹ, thanh toán, được chưa? Rồi người ta định nghĩa tiếp, tiền mặt và thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, thì tiền mặt ở đây dưới dạng là tiền giấy, tiền kim loại và tiền mã nhẹ, mã hóa, nắm được chưa? Trong đây mấy bạn thấy á, có cái khái niệm luôn cả cái tiền mã nhẹ, mã hóa luôn, được chưa? Tiền mã hóa, nắm được chưa? Và nhắc đây nó có thôi, nhưng mà hiện tại cái tiền mã hóa này chưa có quốc gia nào được chấp nhận hết, nắm được nha. Tiền mã hóa chưa có quốc gia nào được chấp nhận hết. Và ở đây có tuần vừa rồi đó, hai tuần vừa rồi có một quốc gia đang nghiên cứu, được chưa, đang nghiên cứu để chấp nhận tiền mã hóa, được chưa. Cái chiến lược của người ta, quốc gia đó sẽ chấp nhận tiền mã hóa, nhưng mà chưa chính nha em, chưa có chính thức. Nên là tính tới thời điểm hiện tại, tiền mặt người ta đưa vô luôn là tiền mã nhẹ, mã hóa, nắm được ha. Nhưng mà thì nhắc lại là hiện tại là chưa nha, chưa có quốc gia nào thanh toán nha, nắm được cho em. Rồi. Kế tiếp người ta nói tiền mặt là một cái tài sản có tính thanh khoản cao nhất, nhưng mà nó không có tính sinh lời. Thì cái này mấy bạn hiểu, cái thứ nhất là không có tính sinh lời thì đơn giản là người ta không nắm giữ tiền mặt nhiều, hầu như người ta chỉ nắm giữ tiền mặt là chỉ cần đủ chi tiêu thôi, còn lại nếu như tiền dư nữa không làm gì hết thì người ta cũng gửi ngân hàng để lấy lãi. Mấy bạn có nghe kịp ý thầy nói không? Rồi còn ở đây thầy nói thêm, hiện nay đó cái xu thế ở Việt Nam mình trong cái thời đại dịch, người ta không gửi ngân hàng, không có cái gửi ngân hàng nhiều giống như trước nữa, nghe kịp không ha, không có gửi ngân hàng nhiều trước nữa. Vì thứ nhất, lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay rất thấp. Cái thứ hai, hiện nay người ta đầu tư cái gì, ai cho thầy biết cái xu thế bữa giờ người ta đầu tư cái gì, đầu tư gì, ai biết hiện nay cái xu thế là người ta không gửi ngân hàng mà người ta đầu tư gì, có ai biết không? Việt Nam mình à, trong ba lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, vàng, ở đây người ta đầu tư gì, hiện tại là ở Việt Nam mình ta đang đầu tư gì em? Tiền ảo. Vàng thầy ơi. Không phải vàng em. Vàng. Bitcoin. Bất động sản thầy ơi. Không phải bất động sản này. Không, có một bạn nói thì nãy ý đúng á, hiện tại là người ta sử dụng tiền, người ta không gửi ngân hàng cái lãi nữa, mà người ta xài chơi chứng khoán, được chưa em? Chứng khoán là nhiều, tiền ảo cũng không nhiều đâu nha em, nghe kịp không? Và chủ yếu là chứng khoán. Và mấy tuần nay mấy bạn thấy á, là chứng khoán Việt Nam mình liên tục lập đỉnh, được chưa? Và trong tuần này người ta đón là lên 1.400 là lập đỉnh cao nhất từ xưa tới bây giờ luôn. Các bạn có nghe kịp không ha? Cao nhất từ xưa bây giờ luôn. Và đây là một cái nghịch lý ở thời điểm hiện tại. Mỗi một ngày đang có 400 doanh nghiệp ngừng sản xuất và phá sản trong cái thời đại dịch này. Nghe kịp không em? Nhưng mà giá chứng khoán ở Việt Nam mình đi ngược lại với cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Hầu như doanh nghiệp cực kỳ khó khăn, lợi nhuận liên tục giảm, nhưng giá chứng khoán liên tục giảm, liên tục tăng và phá đỉnh, nắm được chưa? Đây là cái nghịch lý đó. Đáng lẽ là dịch thì doanh nghiệp làm ăn không được, lợi nhuận thấp thì giá chứng khoán phải thấp, nhưng mà riêng ở Việt Nam lại đi ngược lại, hiểu không? Vì lý do là người ta không gửi tiền trong ngân hàng, người ta ra đầu tư chứng khoán để lấy sinh lời cao hơn, được chưa? Nên hãy không ai nắm tiền mặt nhiều hết, được chưa em ha? Rồi. Và thầy giải thích cái từ thanh khoản. Thanh khoản ở đây á, là hiểu là đổi sang tiền mặt nhanh nhất,
ha, tài sản có tính thanh khoản là tài sản đổi ra tiền mặt nhanh nhất, người ta gọi là thanh khoản. Mấy bạn có nghe kịp không? Thanh khoản là tính đổi ra tiền mặt của một số cái tài sản. Thì ví dụ như em có miếng đất, em bán, em lấy tiền mặt, thì trong cái khoảng thời gian mà em bán, em lấy lại tiền mặt, người ta gọi là tính thanh khoản. Em có chiếc xe, em bán, em lấy tiền mặt, được chưa? Trong thời gian em bán, lúc mà em lấy lại tiền mặt là gọi là tính thanh khoản. Nên tiền mặt không cần phải bán để đổi ra tiền mặt. Nên tiền mặt người ta nói có tính thanh khoản cao nhất. Sau đó là tới tiền gửi ngân hàng, là tài khoản của mình đó, là mình cứ vô ngân hàng mình đổi. Và tới một số cái tài sản khác, thì ví dụ như là cái chiếc xe của doanh nghiệp chẳng hạn, nghe kịp không, chiếc xe chẳng hạn, thì mình muốn bán xe thì mình phải có, mình đăng bán, rồi bán xong rồi mình mới lấy được tiền. Thời gian chuyển đổi thành tài khoản tiền mặt lâu hơn. Đất cũng vậy, nắm được chưa? Vì nhớ là mấy bạn hiểu là tính thanh khoản là tính đổi ra tiền mặt, vậy tiền mặt không cần phải đổi ra tiền mặt nữa, nên nó có tính thanh khoản cao nhất. Nắm được chưa? Rồi. Vì nhớ dùm ở đây á, trong cái phần khái niệm về thanh toán, thì mình hiểu tiền là một phương tiện để thanh toán, được chưa? Nhớ nha, để sau này trắc nghiệm nó hỏi nhiều lắm khái niệm về tiền mặt, nhưng mà nó hỏi cái khái niệm nào sau đây là dùng trong thanh toán, mấy bạn có nghe kịp không? Thì mình hiểu á, hầu như đa phần chọn đáp án D, cả A, B, C đều đúng á. Nắm được chưa? Nên là kỹ dùm ha, kỹ dùm chỗ này nha. Rồi, ok. Rồi cái cuối cùng á, tiền mặt ở đây bao gồm, hiểu đơn giản là tiền nội tệ và ngoại tệ. Nắm được chưa ha? Nội tệ và ngoại tệ luôn nha. Rồi. Vậy thì sử dụng tiền mặt có một số cái ưu điểm gì? Phát biểu đây, phát biểu thử cây Thúy Hiền. Thúy Hiền. Dạ thầy. Dạ em nghĩ là nhanh chóng mà phù hợp thói quen. Từ từ, bất tiện đúng không? Dạ không, những không, cái thuận lợi với lúc này, những cái thuận lợi với lúc này, nhanh chóng mà. Đúng. Phù hợp với thói quen. Đúng luôn. Thuận tiện, giá trị giao dịch nhỏ. Từ từ, giao dịch lớn đúng không? Dạ không. Vì sao em biết cái này? Không. Được không em? Dạ. Đối với cái hiện nay đó thì thầy nói luôn ha, đối với tất cả giao dịch mà về mặt doanh nghiệp á là lớn hơn 20 triệu thì bắt buộc phải qua ngân hàng nha em, nghe kịp không? Không ai dùng tiền mặt với những giao dịch lớn cả. Đối với những giao dịch lớn, ví dụ như giờ người ta thanh toán em ôm tiền tỷ không dám nhận đâu, kịp không? Nhiều khi tiền giả thì sao, mấy bạn có nghe kịp không? Nên hầu như đó là đối với giao dịch lớn người ta chỉ là chuyển nhà em, chuyển khoản. Còn về mặt doanh nghiệp là đó là cái bắt buộc, nếu như em không chuyển khoản với những cái giá trị giao dịch lớn 20 triệu sẽ không được hưởng khấu trừ thuế. Nắm được chưa ha? Rồi, thứ năm, rủi ro tiền giả có phải là ưu điểm không em? Vậy thứ tư không phải nè, thứ năm, rủi ro tiền giả có phải là ưu điểm không? Dạ không phải đó, thứ tư không, không phải nha, kịp không? Bài thứ sáu thuận tiện. Dạ đúng rồi, thuận tiện. Đúng rồi ha, em kịp không? Số 7 đúng không? Dạ đúng. Đúng, số 8 đúng không? Dạ đúng. Đúng ha, số 8 đúng ha. Vậy mình tổng hợp lại một số cái ưu điểm của thanh toán bằng tiền mặt là đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với thói quen, được chưa? Và thích hợp với những giá trị có giao dịch nhỏ, được chưa em ha? Rồi. Rồi mình sẽ qua tiếp cái phần thứ hai nha. Vậy là nhược điểm của cái việc thanh toán bằng tiền mặt. Đó, phát biểu cây Lưu Kiết Linh. Lưu Kiết Linh. Tiền mặt mất giá thầy. Bất tiện. Làm từ đầu. Ok, bất tiện. Bất tiện. Có phải là nhược điểm không? Dạ phải.
thanh toán bằng tiền mặt bất tiện chỗ nào em? À, kiểu giống như đi siêu thị mà 200 đồng bo 500 đồng á, cái cho cục kẹo thì không có thích. Vậy là em cảm thấy nó bất tiện hả? Vâng. Đúng rồi thầy, kiểu mình bị lỗ á, tự nhiên cái 200 đồng 500 đồng bị lỗ lại lấy kiểu được. Mấy bạn tính gì ghê quá. Giờ 200 đồng làm được cái gì, 500 đồng làm được cái gì, thậm chí giờ 1.000 làm được cái gì. Bây giờ gửi xe trong trường đó là mấy ngàn rồi, trong trường gửi xe mấy ngàn rồi? 3.000. Trong trường đó là 3.000 rồi nha. Giờ 1, 2.000, 500, 200 đi tính là đấm đuối rồi nha. Được chưa em? Hồi nãy mình nói rồi đó, trong cái ưu điểm của nó là thuận tiện, được chưa? Thì bất tiện không phải là nhược điểm nha. Nghe cho kỹ nha. Rồi tiếp. Tiền giá. Cầm tiền mặt nhiều bị mất giá có phải là nhược điểm không? Dạ không. Em nghĩ là không. Không phải nhược điểm em. Dạ cầm không. Tiền mặt mất giá mà không phải nhược điểm. Trời đất ơi. Nhược điểm của nó là cầm tiền mặt bị mất giá, nên bạn thấy có ai cầm tiền mặt nhiều không? Nãy mình phân tích rồi, có ai cầm tiền mặt nhiều không? Không, không ai cầm tiền mặt nhiều hết. Chỉ là để đủ chi tiêu thôi. Còn lại hầu như là người ta gửi ngân hàng, hoặc là không gửi ngân hàng thì người ta phải đầu tư chuyện khác. Thậm chí thì nói đó, giống như ở thời điểm hiện tại, gửi ngân hàng lãi suất quá thấp, nên người ta phải đầu tư chứng nhà chứng khoán, mặc dù người ta không biết gì về chứng khoán nên người ta nhảy vô cũng đầu tư luôn, nghe kịp không? Biết là có rủi ro, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại này doanh nghiệp một ngày có 400 doanh nghiệp phá sản, nắm được không? Lợi nhuận doanh nghiệp giảm nhưng mà người ta vẫn đầu tư vô, bạn hiểu không? Đầu tư chứng khoán là mình hỏi đơn giản là góp vốn cho cái công ty đó, nhưng mà cuối cùng bạn thấy là công ty đang làm ăn lợi thì mình mới đầu tư, chứ nhưng tại sao mà lỗ với lợi ích mà lại đầu tư nhiều? Đó là cái nghịch lý đó, bạn có nghe kiểu không? Vì người ta không ai nắm tiền mặt hết, ta không, đáng lẽ dịch này thì thôi tiền để ôm để dành ăn đi, nhưng mà người ta vẫn không muốn. Em hiểu ý nói không? Người ta vẫn đầu tư vô, gặp nhiều mất nhiều rủi ro, và người ta thậm chí ngân hàng lãi suất thấp quá người ta không đầu tư luôn, bạn nghe kiểu không? Nên nắm tiền mặt là bị mất giá là một nhược điểm, được chưa? Rồi tiếp, dễ thất thoát, dễ mất, đúng không? Dạ đúng. Đúng không em? Cầm tiền mặt nhiều quá mất chút đỉnh không biết, nghe kiểu em ha, dễ thất thoát, dễ mất. Thứ năm, cầm tiền mặt nhiều sẽ gặp rủi ro tiền giả, đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ. Thứ sáu, thanh toán chậm. Chắc đúng là hiện sai. À, nãy mình nói là trong ưu điểm là thanh toán nhanh thì cái nhược điểm không thể nào là thanh toán chậm, các bạn có nghe kịp không? Hiểu ý nói chưa? Rồi, cái số 7, tăng chi phí xã hội. Không phải. À, số 8, đơn giản. Không phải. À, cái số 8 nãy mình nói là nhanh rồi, mình đã chấp nhận bên ưu điểm nhanh thì đơn giản, và nghe kịp không ha, thì không phải là nhược điểm, đơn giản được chưa, là ưu điểm, nắm được ha. Còn thầy nhắc lại vì sao thầy đưa ra tùm lum như thế này, bởi vì nó phù hợp với thi trắc nghiệm, nói chưa? Sao tại tôi cũng đưa ra 2, 3, 4, 5, 7 thôi mà đưa ra tùm lum thì phù hợp với trắc nghiệm á, trong trắc nghiệm nó đưa tùm lum la vô đọc nhiều khi mình xác định không rõ, và nghe kịp không? Rồi. Rồi trong các cái nhược điểm á, ai cũng dễ dàng thấy được, cầm tiền mặt thì bị mất giá, dễ bị thất thoát, dễ mất, dễ gặp rủi ro tiền giả. Và trong đây đó, một cái nhược điểm lớn nhất mà người ta đáng quan ngại nhất đó là cái việc tăng chi phí xã hội nha em, nghe kịp không? Thật ra là mất giá, dễ thất thoát, dễ mất cái tiền giả cũng không đáng ngại bằng cái làm cái tăng cái chi phí xã hội. Thầy nói đơn giản ha, cái chi phí mà nhiều nhất đó là cái chi phí lưu trữ tiền mặt, chi phí in ấn tiền mặt cho mình xài. Bạn có nghe kịp không? Đây là cái chi phí cực kỳ đắt đỏ nha, hiểu ý nói không? Vì vì anh in tiền ra cho người dân xài đó, cái tiền đó phải khó làm giả, nghe kịp không? Khó làm giả. Ví dụ như hiện nay mình xài tiền giấy bằng chất liệu polymer, và công nghệ in là cực kỳ khó làm giả.
Ngày xưa tiền giấy mà thế kỷ 20 đó em, bữa mình có học rồi đó, thì làm giả rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay cái công nghệ polymer này là tiền giả rất khó làm, tiền mặt rất khó làm giả. Các bạn có nghe kịp không? Và như vậy thì cái chi phí in ấn rất tốn rất nhiều tiền. Và xã hội mà xài tiền mặt nhiều quá đó, các bạn có nghe kịp không? Thì phải in tiền nhiều, mà in tiền nhiều thì tốn rất nhiều chi phí. Nắm chưa? Và tiền cũ rồi đi in đổi nữa, chi phí bảo quản, bảo trì, rồi chi phí bảo mật nữa. Nói chung tóm lại là những cái chi phí này cực kỳ đắt đỏ nha. Đây là một cái nhược điểm đáng quan ngại nhất trong cái phần tiền mặt. Vì vậy mà ở các quốc gia hiện tại đó, hiện đại trên thế giới, phát triển trên thế giới, người ta không có xu hướng sử dụng tiền mặt. Hầu như là sử dụng chuyển nhẹ, chuyển phản. Được chưa? Rồi mình về mình qua hình thức thứ hai. Các bạn có nghe kịp không? Cái hình thức thứ hai của việc thanh toán đó là thanh toán không dùng tiền mặt. Nắm giữ không? Ha, rồi. Ở đây thầy tổng hợp lại ưu nhược điểm sau này bạn đọc lại, bạn coi lại nha. Ha, bạn coi lại nha. Được chưa? Đây là slide tổng hợp với hai cái hình ảnh thôi. Được chưa? Rồi mình qua hình thức thứ hai, thanh toán không dùng tiền mặt. Thì không dùng tiền mặt nãy mình nói đó, cái bản chất là chuyển khoản. Nắm được không? Ha, bản chất của việc thanh toán không dùng tiền mặt là chuyển khoản. Được cho em ha, là chuyển khoản. Nắm được chưa? Rồi. Ở đây là một số cái hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó có một cái hồi nãy mình nói đó là dùng thẻ, là số 8. Vì ở đây mấy bạn nghiên cứu dùm số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Coi là có phải là hình thức 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó. Coi có phải là hình thức thanh toán sử dụng tiền mặt không? Không dùng tiền mặt không? Đâu phát biểu thử coi Thanh Xuân. Dạ. Biểu các em, số 1 đúng không? Thế em có phải dạ, là... đúng. Đúng. Số 2. Số 2 em không biết, em không hiểu ý nhiễm chi là cái gì. Đón rồi, chị đón rồi có phải không? Dạ, không. Em nghĩ không phải. Số 2 thì thầy giới thiệu luôn ha em. Số 2 là đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến nhất Việt Nam hiện nay về lĩnh vực, về cái đối tượng là doanh nghiệp. Nghe kịp không? Đối tượng doanh nghiệp Việt Nam của mình hiện nay là người ta toàn bộ là thanh toán bằng ủy nhiệm chi. Nắm được chưa? Dạ. Rồi. Số 3 hối phiếu. Dạ phải. Phải em, số 3 đúng. Số 4. Dạ phải ạ. Số 4 đúng, nhưng mà nãy trong cái định nghĩa mình có đó, người ta cũng đưa cái tiền điện tử vô cái định nghĩa đó. Nhưng mà nãy thầy nói rồi á, tiền điện tử chưa có quốc gia nào được công nhận hết hiện tại tới thời điểm bây giờ, nên là mình cho qua cái phần này, mình không nghiên cứu, kịp không? Vàng. Dạ. Không tiền mặt. Dạ. Phải. Vàng thì mình hiểu. Vàng là mình hiểu đơn giản là không phải tiền mặt. Nhưng mà thầy nhắc lại trong định nghĩa là nó có đó nghe, nghe kịp không? Trong định nghĩa vàng là hình thức thanh toán bằng tiền mặt đó. Nhưng mà thầy nhắc lại nè, ở Việt Nam mình hiện tại có cho thanh toán bằng vàng không? Dạ, theo bình thường em thấy gì, em không thấy thanh toán bằng vàng. Đúng rồi, không có luôn, chứ không thấy gì, không có chấp nhận thanh toán bằng vàng. Muốn mua gì phải đổi vàng ra. Có nghe kịp không? Ha, phải đổi vàng ra, nắm được chưa? Đổi vàng ra tiền mặt rồi mới đi trả người ta. Nhưng mà trước đây 20 năm á, là mình có thanh toán bằng vàng nha. Trước đây 20 năm mình có thanh toán bằng vàng. Và thanh toán bằng vàng bằng cái gì? Ai cho thầy biết rồi? Trước đây 20 năm người ta có thanh toán bằng vàng á. Thanh toán cho việc mua gì? Có ai biết không? Mua đất đô này. Đúng rồi. Cách đây 20 năm á, thầy nói luôn ha, nhà đất ở Việt Nam mình chủ yếu giao dịch bằng vàng nha em ha. Mấy chỉ, một cây, hai cây, ba cây, trong cái gọi là hợp đồng mua bán là vẫn là bao nhiêu cây vàng nha em, 50 cây, 30 cây gì là ghi bằng vàng hết á. Là muốn thanh toán mua nhà mua đất là phải đổi tiền mặt ra vàng, là người ta chỉ chấp nhận vàng thôi nha. Nhưng mà thầy nói là do hiện tại là
nhà nước Việt Nam mình là cấm cấm cái việc giao dịch bằng vàng ha, trong nên là ở đây mình cũng không có nghiên cứu cái phần vàng này nha, nghe kịp không? Còn nhắc lại là 20 năm trước, 20 năm trở về trước là hầu như là thanh toán bằng vàng hết đó, về nhà đất á, kịp chưa? Rồi cái số 6. Vậy thì nhắc lại nè, số 4, số 5 bản chất cũng là một loại thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng mà ở đây mình không nghiên nghiệm, không nghiên cứu, mình bỏ đi ha. Rồi chưa? Số 6, ủy nhiệm thu, đúng không? Đúng à. Ủy nhiệm chi đúng thì ủy nhiệm thi, ủy nhiệm thu cũng đúng. Ủy nhiệm là gì? Ai cho tôi biết ủy nhiệm là gì? Hiểu từ ủy nhiệm không em? Ủy nhiệm như là mình giao lại hả thầy? Đúng rồi. Ủy quyền giống như mình giao lại cho người khác, hay là ủy quyền, ủy thác, nắm được chưa? Vì ủy quyền, ủy thác gì giao lại cho ai? Ai là người được ủy quyền, ủy thác thu chi đây? Dạ, ngân hàng. Đúng rồi ha, đây là ngân nhà em, ngân hàng, được chưa? À, thư tín dụng, thư tín dụng. Dạ phải. Đúng rồi em, thư tín dụng, thư tín dụng với hối phiếu kèm với nhau nha. Thư tín dụng là đi với hối phiếu là đi kèm với nhau. Rồi số 8, nãy mình nói rồi ha, dùng hình thẻ thì đúng. Thì trong đây thì nói nha, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7 đặc trưng cho thanh toán trong doanh nghiệp. Mấy bạn có nghe kịp không? Ha? Các doanh nghiệp thanh toán với nhau là 1, 2, 3, 6, 7, được chưa? Rồi, thanh toán bằng cá nhân là thanh toán chủ yếu là bằng thẻ, và cũng có là xét thanh toán. Nhưng mà bạn dòm nè, giữa số 1 với số 8 đó, hiện nay số nào, cái nào, tức nghĩa là thanh toán bằng xét với thanh toán bằng thẻ đó, cái nào chiếm ưu thế ở hiện nay? Phát biểu thử coi. Lê Lộc Phước, Lê Lộc Phước, theo em cái nào chiếm ưu thế trong việc thanh toán trong hiện nay đây? Thầy, theo em là bằng thẻ. Đúng rồi ha, thẻ thanh toán. Cái set hiện nay là ít có thanh toán, được chưa em ha? Set thanh toán là ít thanh toán. Rồi trong đó cá nhân đó là thẻ thanh toán với set, nhưng mà chủ yếu bây giờ là thẻ thanh toán ha. Còn vì sao bây giờ là thẻ thanh toán là nhiều mà set là ít thì mấy bạn set cái phần nghiên cứu tiếp của mình ha. Phần thứ nhất là set thanh toán, được chưa? Thì set thanh toán á, ai biết nó giống như gì không? Nó giống như cái gì mà trong mấy cái phần mình đã học. Ai cho thầy biết xét thanh toán nó giống như gì mình học à? Hoặc là em biết nó giống như gì? Chi phiếu hả thầy? Rồi, nó giống như tờ ngân phiếu hồi xưa đó em. Nghe kịp không? Nó giống như tờ ngân phiếu hồi xưa vậy đó. Đây là tờ ngân phiếu khả hoán, tức nghĩa là em phải cầm cái tờ này tới cái chỗ phát hành nó mới trả tiền cho em. Các bạn có nghe kịp không? Hiểu gì nói không? Nó giống như cái tờ ngân phiếu thôi. Thì nó cũng có mấy cái loại chủ yếu á, nó được chưa? À, có lúc là ghi tên mình vô rồi có lúc khỏi ghi tên mình vô cũng được, thì cứ cầm cái tờ ngân phiếu này tới cái chỗ phát hành là nó sẽ trả tiền cho mình ha. Về bản chất nó giống như là tờ ngân phiếu vậy, các bạn hiểu nôm na vậy thôi ha. Đương nhiên nhưng mà trả bằng tài gì em? Trả bằng chuyển khoản, nắm được ha? Trả bằng chuyển khoản. Và ở đây á, nó có ba cái đối tượng, nghe kịp không? Hay là ba cái chủ thể liên quan tới cái việc giao dịch xét này. Thứ nhất là cái bên ký xét là bên phát hành, được chưa? Là cái người ký tờ xét. Thứ hai là cái bên thanh toán là cái chỗ mà ngân hàng, được chưa? Ngân hàng có nhiệm vụ thanh toán. Rồi cái thứ ba là cái người thụ hưởng, được chưa? Người thụ hưởng tức nghe là người nhận tiền, được chưa? Người thụ hưởng là người nhận tiền. Người ký xét không phải là người nhận tiền, nhớ ha, người ký xét, ký tờ xét này, được chưa? Rồi còn cái bên thanh toán là ngân hàng, còn cái bên thụ hưởng là cái bên nhận tiền, nắm được chưa? Không phải là bên ký xét ha, mấy bạn hiểu dùm chỗ này ha. Rồi còn cái trên cái tờ xét, đây là một số cái xét của đây là ngân hàng Vietcom nè, rồi ngân hàng DIDV nè, rồi đây là tờ xét của ngân hàng
VB Bank nè. Đây là tờ xét của ngân hàng Bắc Á Bank. Nắm được cho em ha. Rồi. À, về đặc điểm của tờ xét á thì nó giống như cái tờ ngân phiếu. Thì bạn thấy là trong cái này á nó có cái thời hạn. Được chưa? Nó có thời hạn mà hết hạn thì người ta không thanh toán. Và tờ phiếu này mình có tờ ngân phiếu này á mình sẽ được quyền chuyển cho nhiều người liên tiếp và ngân hàng phải chấp nhận thanh toán. Đương nhiên khi thanh toán thì các tờ xét này phải đầy đủ thông tin. Và các tờ xét này mấy bạn thấy hồi nãy giờ đó, nghe kịp không? Là các ngân hàng nó in theo mẫu sẵn. Mỗi ngân hàng có cái tờ xét khác nhau và nó được in theo tập, mỗi một tờ xét gồm hai mặt. Nắm được ha? Nó in theo mẫu, được chưa? Rồi. Thì mấy bạn dòm ha, trong đây á về phân loại có ha, về theo hình thức thụ hưởng thì có xét lệnh, xét vô danh và xét đích danh. Cái xét vô danh là cái xét mà không có ghi tên người thụ hưởng vô đó. Tôi chỉ cần cầm cái tờ xét hợp lệ tới ngân hàng là ngân hàng nó chi trả, không cần biết cái người cầm xét là ai. Cái phần xét đích danh là cái phần xét là muốn ngân hàng trả thì trong tờ xét phải ghi tên người thụ hưởng và chỉ có người thụ hưởng mới được tới ngân hàng nhận được tiền. Các bạn có nghe kịp không? Ha, là gọi là xét đích danh. Các bạn có nghe kịp ý nói không? Ha, rồi ok ha. Rồi. Vậy thì trong hai cái phần này, trong hai cái tờ xét này mình thấy là xét vô danh với xét đích danh ha. Vậy thì chủ yếu ở đây là thịnh hành ở ngoài là loại xét nào? Ai cho thầy biết thử coi. Quỳnh My. Thầy nhắc lại nha. Vì chủ yếu trong cái phần thân loại xác định người thụ hưởng đó thì có hai loại xét vô danh, xét đích danh. Vì theo em là xét nào sẽ thịnh hành ở ngoài thị trường đây? Dạ, xét đích danh. Không đúng. Thật ra cái xét đích danh em nó có rất nhiều cái bất tiện. Bất tiện là gì? Chỉ cái người thụ hưởng mới được ngân hàng chi trả. Mình nhờ người khác đi giùm không có được. Mấy bạn có nghe kịp không? Nhờ người khác đi giùm không được. Nên mà nãy thầy nói đây á, chủ yếu là doanh nghiệp là nhiều. Mà hãy doanh nghiệp á, mà cái doanh nghiệp thì chủ yếu là ghi tên là người thụ hưởng là sếp, mà sếp có bao giờ đi ngân hàng đâu. Hầu như là giao cho nhân viên đi không à. Nên nếu như cái loại xét đích danh này bắt buộc chủ doanh nghiệp, giám đốc nó phải đi, nên là nó ít có đi đó mà. Nghe kịp ý nói không? Và ở bên ngoài thịnh hành là cái xét vô danh là nhiều. Chỉ cần cầm tờ xét tới ngân hàng là ngân hàng nó đủ điều kiện là ngân hàng nói gì em nó thanh toán. Các bạn có nghe kịp không? Nên thông thường là xét vô danh là xét thịnh hành. Nắm được chưa? Nhưng mà nó có cái nhược điểm là gì? Do là chỉ cần cái tờ xét tới cái ngân hàng thì ngân hàng bắt buộc phải thanh toán, không cần biết người thanh toán là ai. Các bạn có nghe kịp không? Chính vì vậy mà trong trường hợp cái xét vô danh này nó bị mất, bị đánh cắp thì người ta có thể nhận tiền được từ ngân hàng. Nhưng mà với cái xét đích danh, được chưa? Xét đích danh tuy nó gặp nhiều bất tiện là bắt buộc người thụ hưởng phải tới ngân hàng, nhưng mà bù lại nó rất an toàn. Nghe kiểu không? Cái người khác mà lỡ lụm cái tờ xét này tới ngân hàng thì ngân hàng không thanh toán. Có nghe kịp ý nói không? Rồi. Vậy thì bạn nhớ dùm cho cái xét vô danh với xét đích danh nha. Rồi cái thứ hai nữa đó, người ta phân loại theo cái mức đảm bảo thì có xét trơn, xét gạch chéo và xét đặc biệt ha. Rồi, về theo hình thức thụ hưởng thì có xét ngân hàng với xét bảo chi. Rồi trong đây mấy bạn chú ý dùm cái xét bảo chi. Bảo là đảm bảo ha, chi là chi. Xét bảo chi là đảm bảo chi, tức nghĩa là ngân hàng nó đảm bảo chi, cứ cầm tờ xét tới là nó sẽ chi, hợp lệ là chi. Ví dụ như thầy nói đơn giản nè, là em trong cái tờ xét phải có tiền, trong cái tài khoản phải có tiền. Ví dụ như trong tài khoản là 200 triệu đi, nhưng mà cái giao dịch là bây giờ 500 triệu, mà giờ mình ký xét cho người ta 500 triệu tới ngân hàng thì ngân hàng nó kiểm tra anh này còn 200 triệu à, nó sẽ từ chối chi. Các bạn có nghe kịp không? Nó sẽ từ chối chi trả. Nhưng nếu là xét bảo chi, nó sẽ chi vô điều kiện luôn. Các bạn có nghe kịp không? Nếu là xét bảo chi, nó sẽ chi vô điều kiện. Còn cái chuyện mà trong tài khoản của người ký xét đó là không đủ tiền thì nó tính sau. Nhưng mà đã nó đảm bảo chi rồi thì hãy cứ cầm tờ xét tới là nó sẽ chi. Nắm được chưa? Được chưa? Ha, rồi. Còn
Còn vì sao đó là xét không à, mình qua cái phần kế tiếp đi ha. Xong rồi cái loại xét du lịch được chưa, cái xét du lịch người ta nói đây là xét đích danh được chưa ha, đây là loại xét đích danh. Thì cho thầy biết là nếu như loại xét du lịch là xét đích danh thì có thể chuyển nhượng không, xét du lịch có thể chuyển nhượng cho người khác không Quỳnh Trang? Quỳnh Trang phát biểu thử coi. Quỳnh Như. Quỳnh Như có không em? Kim Phụng. Mất luôn hả? Quỳnh My. Dạ. Ờ, cái xét này không có chuyển nhượng được thầy. Đúng rồi ha. Chị nhớ giùm thầy nha. Cái xét du lịch là xét đích danh nên là không chuyển nhượng được nha em. Chỉ có cái người ghi trên tờ xét mới được người thụ hưởng thôi nha. Trong cái xét du lịch này thường là người ta in những cái mệnh giá, những cái đồng tiền mạnh là USD, Euro, GB, GBP thôi ha. Rồi. Xét du lịch là nãy mình nói rồi đó. Nó từng rất phổ biến nhưng mà hiện nay nó đã lỗi vậy em. Lỗi thời rồi. Còn vì sao lỗi thời? Các bạn xét cái phần đây là xét du lịch của ngân hàng ACB. Được chưa? Ha, đây là cái xét của ngân hàng ACB nha. À, người ký nè là khi mà mình vô ngân hàng mở ký xét. Được chưa? Rồi mình bán cho ai? Mình ghi tên cái người thụ hưởng lên. Được chưa? Rồi mình ký xác nhận cho người ta. Rồi đủ ba cái này thì ngân hàng nó sẽ thanh toán. Còn trong trường hợp nếu như cái người đây là xét vô danh thì tên người sử dụng có thể khỏi ghi. Nắm được ha? Đây. Còn vì sao xét không sử dụng phổ biến nè. À, mấy bạn suy nghĩ 2 phút xong rồi đọc dùm cái quy trình này nha. Nghe kiểu không? Quy trình này cho sẵn á. Nghe, mấy bạn suy nghĩ 2 phút và đọc dùm quy trình này nha. Tại có ai đọc được quy trình này không? Có ai đọc được quy trình nào không? Em phát biểu thử coi. Đâu có ai xung phong không? Đọc những quy trình này phát biểu thử coi. Đâu rồi, nãy có ai 10 điểm đâu, phát biểu thử thầy coi. Ai 10 điểm bài 4 phát biểu thử coi. Alo. Tôi coi lại có ai 10 điểm nãy phát biểu thử thầy coi coi. Không có đây luôn hả? Vắng luôn ha. Kim Thoa, Huỳnh Thị Kim Thoa có không? Huỳnh Thị Kim Thoa. Dạ em nghe thầy. Thầy đọc giùm cái quy trình thử em.
Thầy là giao dịch hoàn hóa hoặc dịch vụ, sau đó giao xét để chuyển khoản. Người bán sẽ mở tài khoản, sau đó làm bản kiểm kê, nộp xét và xét chuyển khoản. Sau đó sẽ qua người ký phát sẽ mở tài khoản và ký mua xét, sau đó đến ngân hàng và báo có hoặc không. Bị lộn rồi. Đây, đầu tiên mình đọc bước không trước nha, ha. Được chưa? Cái dạ thầy ơi, cái bài em chưa nhận được điểm á thầy. Lát nhắn tin sau nha, nhắn tin sau nha. Hiểu không? Nhắn tin Zalo sau nha. Bài thì nói lại nha. Cái quy trình này là cái người ký mở tài khoản ha, mở tài khoản và ký xét, được chưa? Mở tài khoản và ký xét là người mua đó. Người bán cũng mở tài khoản ở ngân hàng, được chưa? Thì ở bước 1 cả hai đều phải có tài khoản ở ngân hàng, và cái người mua hàng ký xét, được chưa? Rồi khi có cái giao dịch xảy ra, người bán giao hàng cho người mua, nghe kiểu ha. Rồi khi người mua nhận được hàng, người mua sẽ giao cái xét chuyển khoản cho người bán. Lúc này người bán được gọi là người thụ hưởng. Người bán sẽ cầm, nghe kiểu không? Cầm bản kê nộp xét và cái xét tới ngân hàng, yêu cầu ngân hàng thanh toán. Ngân hàng nhìn bản kê nộp xét và xét chuyển khoản, kiểm tra lại nếu như đúng. Các bạn có nghe kiểu không? Ha, nếu đúng thì ngân hàng sẽ trừ tiền người mua. Nghe kiểu không em ha? Trừ tiền người mua và chuyển khoản, nghe kiểu không? Hay là nói là trả tiền cho người nhà em, người bán. Nắm đơn giản vậy thôi ha. Rồi, đó là 5 bước trong cái việc thanh toán bằng xét chuyển khoản. Vì trong 5 bước thanh toán bằng xét chuyển khoản này, theo mấy bạn, ai là người gặp nhiều cái rủi ro nhất trong việc thanh toán bằng xét này? Trong 3 cái chủ thể, người mua, người bán, ngân hàng, ai là người gặp nhiều cái rủi ro trong cái việc thanh toán này? Phát biểu rồi. Có ai phát biểu không? Người thụ hưởng hả thầy? Đúng rồi. Trong đây người bán gặp nhiều cái rủi gì em? Rủi ro nhất. Vì sao? Vì người bán nè, tôi bán hàng cho người mua và tôi phải cầm cái xét, cái bản kê tới ngân hàng mới yêu cầu trả gì em? Trả tiền. Tôi bán hàng xong rồi tôi phải cầm cái tờ xét tới ngân hàng mới yêu cầu ngân hàng trả tiền nữa, là thấy mệt rồi đó. Như tôi là tôi không bán rồi đó. Các bạn có nghe kịp không? Hiểu không? Như tôi là tôi không thèm bán rồi đó. Nắm được ý gì nói chưa? Phải trả tiền trước, thậm chí trả tiền trước giao hàng sau nữa kìa. Nắm được không? Còn này người ta giao hàng rồi tôi phải đi mất công đi lấy tiền nữa, nên là không khoái rồi. Cái thứ hai nữa là gì? Nhiều khi cái tờ xét đó, ngay cái thời điểm mà ký á, nhiều khi tờ xét nó còn tiền, nhưng mà trong cái khoảng thời gian người thụ hưởng cầm tờ xét tới ngân hàng á, thì ở đây nó rút. Các bạn có nghe kịp không? Đây nó rút. Khi vậy thì khi cầm tờ xét tới ngân hàng, trong xét không còn đủ tiền. Ví dụ như cái xét nó ký cho em 300 triệu mà trong tờ xét có 200 triệu à, thì lúc này ngân hàng sẽ từ chối thanh toán. Nên người bán gặp quá nhiều rủi ro trong cái quy trình thanh toán bằng xét như thế này. Mấy bạn có nghe kịp không ha? Người bán gặp quá nhiều rủi ro. Nên đây là lý do chính mà tại sao xét hiện nay không còn dùng nữa. Và hồi nãy thì nói em á, chỉ có cái ngân hàng trong nước mình á, là chỉ có cái ngân hàng ACB là còn thôi. ACB còn dịch vụ này thôi nha. Nghe kịp không? Rồi. Còn quy trình thanh toán thứ hai là hai người, người bán và người mua mở tài khoản ở hai ngân hàng khác nhau. Nghe kịp không? Mở tài khoản ở hai ngân hàng khác nhau. Đâu đọc thử cái quy trình thanh toán này coi. Nguyễn Ngọc Thanh Phương. Dạ.
Dạ, đầu tiên là người mua với người bán cùng mở tài khoản, nhưng mà người mua thì mở tài khoản ngân hàng A, còn người bán ngân hàng B. Rồi, sau ok. Người bán giao dịch hàng hóa, dịch vụ cho người mua. Xong rồi người mua giao xét chuyển khoản cho người bán. Rồi người bán phải đem bản sao kê nộp xét và chuyển xét vào ngân hàng B. Xong ngân hàng B sẽ nộp bản kê nộp xét và chuyển khoản vào ngân hàng A. Rồi ngân hàng A đọc được cái lệnh đó xong rồi ghi nợ, báo nợ cho người mua. Xong rồi cái ngân hàng A lại tiếp tục, ngân hàng A là xác nhận là người mua đó có đủ tiền để trả thì chuyển lại lệnh có cho ngân hàng B. Rồi ngân hàng B ghi có, báo có cho lại cho người bán. À, đúng rồi ha. Các bạn hiểu ghi nợ là trả tiền ha, đòi tiền kìa không ha, trừ tiền. Còn ghi có, báo có là trả tiền, đơn giản thôi ha. Nghe kìa không ha, ghi nợ là trừ tiền, còn ghi có là trả tiền, đơn giản vậy thôi ha. Được chưa? Rồi, còn mình qua cái phần cái quy trình thứ ba là cái quy trình mà ủy quyền. Nghe kìa không, hay người hay gọi là xét bảo chi á, thì cái quy trình nó cũng giống như cái quy trình bạn mình mới vừa đọc thôi, nhưng mà nó chỉ khác ở cái bước 6 á. Trong bước 6 đó, các bạn nghe kìa không? Ngân hàng A nó phải kiểm tra lại coi cái người mua đó, người ký xét đó coi còn đủ tiền hay không. Nếu đủ thì nó mới chấp nhận giao dịch, còn không đủ thì không chấp nhận giao dịch. Nghe kìa không? Từ chối thanh toán. Nhưng mà nếu đối với loại xét này là gọi là xét bảo chi đó, thì khi mà cái ngân hàng B ở bước 4 nộp cái bản kê xét và xét chuyển khoản cho ngân hàng A nó sẽ trừ tiền người mua và chuyển tiền cho ngân hàng B vô điều kiện. Các bạn có nghe kịp không? Vì đây là xét bảo chi. Nắm được ha? Nghe kịp không? Nó chỉ khác bước 6 ở trên thôi. Nắm được ha? Rồi. Rồi mình vừa nghiên cứu cái phần xét và nhắc lại cái xét thanh toán là gì? Xét thanh toán á, người bán gặp rất nhiều bất nhẹm, bất lợi trong cái việc thanh toán, nên là lý do đó mà xét hiện nay không còn phổ biến nữa. Được chưa? Trong nước là chỉ còn ngân hàng ACB và nhắc lại cũng giao dịch rất hạn chế và hầu như không có giao dịch bằng xét. Và cái loại thứ hai đó, nghe kịp không? Ha, cái loại thứ hai mà nãy thầy nói đó, ở đây là mình thanh toán bằng ủy nhiệm gì em? Nhiệm chi. Kịp không? Thì ủy nhiệm chi á, nghe kịp không? Thì bản chất của nó cũng là chuyển nhiệm, chuyển khoản thôi, là cái phần ủy quyền cho ngân hàng chi. Nghe kiểu không? Hay nói khác là bắt ngân hàng nhẹ, bắt ngân hàng chi đó, là ủy nhiệm chi đó. Nắm được chưa? Ủy nhiệm chi, mấy bạn hiểu là ủy quyền cho ngân hàng chi, hiểu đơn giản vậy thôi. Và ở phần ủy nhiệm chi này nè, là hồi nãy thì nói rồi đó, là tất cả ngân hàng Việt Nam mình đều có ủy nhiệm chi hết. Đây là cái hình thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay đối với doanh nghiệp của mình. Đây là ủy nhiệm chi của Vietcom, ACB, rồi của Ribbank, ủy nhiệm chi của Aribank ha, rồi ủy nhiệm chi của MB của ngân hàng quân đội, rồi đây là ủy nhiệm chi của Techcombank. Hầu như tất cả đều có ủy nhiệm chi của ngân hàng DIPB. Nắm được chưa em ha? Rồi còn vì sao á ủy nhiệm chi, đương nhiên mình cũng giống nãy thôi, ủy nhiệm chi nó cũng giống như cái set thôi ha, mỗi ngân hàng là in sẵn và in theo cuốn. Nghe kìa không? In theo cuốn. Nắm được chưa? Rồi đây là cái quy trình thanh toán ủy nhiệm chi. Đọc thử cái quy trình này coi. Đọc thử cái quy trình thanh toán ủy nhiệm chi coi. Hồng Châu đọc thử nha. Hồng Châu đọc thử nha. Dạ thầy. Đọc thử cái quy trình thanh toán ủy nhiệm chi coi. Dạ, mở tài khoản, người chi trả mua, người phát lệnh. Trời đất ơi, đọc gì thế? Lộn hay. Mở người tài khoản trả, còn gọi là người mua hay là người phát lệnh. Ba cái này là một. Nắm được chưa? Người chi dạ. Trả, còn gọi là người mua, còn gọi là người phát lệnh. Ba cái đó là một. Đọc một cái thôi. Người mua mở tài khoản ngân hàng. Ủa gì kỳ vậy thầy? Ủa gì đâu kỳ? Có ai đọc được không? Xung phong thử coi.
Em đọc luôn nha thầy. Rồi, phát biểu thử coi. Đầu tiên là người mua và người bán đều mở tài khoản ngân hàng. Xong là người bán sẽ giao dịch hàng hóa cho người mua. Rồi bước 2 là người ngân hàng. Bước 2 là người mua sẽ chuyển cái ủy nhiệm chi cho ngân hàng. Rồi bước 3 là ngân hàng nhận cái lệnh ủy nhiệm chi đó, ghi nợ báo nợ cho người mua. Xong bước 4 là ngân hàng lại quay về ghi có báo có là cho lại cho người bán. Rồi à, đúng rồi ha. Xong rồi ha. Ở đây có 4 bước thôi, hồi nãy là 5 bước, nhưng mà ở đây có 4 nha, 4 bước thôi nha. Bước đầu tiên là cả hai đều mở tài khoản ở ngân hàng, được chưa? Rồi sau khi phát sinh cái giao dịch, người bán giao hàng hóa dịch vụ cho người mua, nghe kiểu không? Rồi người mua sẽ chuyển có ủy nhiệm chi tới ngân hàng, yêu cầu ngân hàng trả tiền cho người bán, nghe kiểu không em? Rồi ngân hàng sẽ trừ tiền cho người mua và trả tiền cho người nhà người bán, được chưa? Hiểu ha? Thì nó lại ghi nợ là trừ tiền thôi, còn ghi có là cộng trả tiền thôi, đơn giản thế thôi ha. Rồi vậy ở cái quy trình này mấy bạn thấy nó khác với set ở chỗ nào? Nó khác với set cơ bản chỗ nào em? Hồi nãy ai là người lỗ? Ai là người gặp nhiều rủi ro em? Người bán. Người bán. Nghe kiểu không? Còn trong trường hợp này người bán không có nhiều rủi gì em? Rủi ro. Nghe kiểu không? Tôi giao hàng cho anh và tới khi tôi nhận được tiền là xong. Còn chuyện anh làm gì với ngân hàng là chuyện của anh. Mấy bạn có nghe kiểu không? Người bán không có cầm cái tờ ủy nhiệm chi tới ngân hàng. Nắm được không em? Còn hồi nãy người bán phải cầm cái tờ xét tới ngân hàng, rồi ngân hàng nó mới coi, nó mới chi. Mấy bạn có hiểu không? Còn ở đây là người bán không có cái động tác đó. Tôi bán hàng cho anh có nhiệm vụ trả tiền cho tôi là xong. Mấy bạn có nghe kịp không? Còn anh với ngân hàng làm gì làm? Nắm được ý thì nói chưa? Nên ở trong trường hợp này á, vì sao ủy nhiệm chi hiện nay phổ biến? Vì người bán được bảo vệ. Nắm được chưa? Nghe kịp không em? Người bán được bảo vệ. Và bước quy trình này rất đơn giản, rất đơn giản và phù hợp với cái luật, kịp không? Phù hợp với luật là gì? Nãy nói rồi đó, trên 20 triệu bắt buộc phải qua ngân hàng, nắm được chưa ha? Bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, nắm được chưa? Rồi vì cái giao dịch bằng ủy nhiệm chi nó đơn giản hơn là xét rất nhiều, và người bán không phải gặp nhiều rủi ro, nắm được ý thì nói chưa? Nên hiện nay là ủy nhiệm chi là người ta xài rất nhiều, được chưa? Và đây là cái ủy nhiệm chi qua hai cái ngân hàng khác nhau. Thì người mua thì mở tài khoản ở ngân hàng A, người bán thì mở tài khoản ngân hàng B thôi, được chưa? Nó cũng khác vậy, nó cũng giống như vậy thôi. Người bán giao hàng hóa dịch vụ cho người mua, sau đó người mua phát lệnh ủy nhiệm chi tới ngân hàng A, ngân hàng A nó sẽ trừ tiền người mua và nó sẽ chuyển tiền cho ngân hàng B. Như kiểu em, và ngân hàng B khi nhận được tiền thì chuyển cho người bán là xong, nắm được chưa? Rồi mình qua cái thứ hai, qua cái thứ loại hình thứ ba là cái ủy nhiệm thu, hiểu không? Thì ủy nhiệm thu là ai thu, ai đón rồi? Ủy nhiệm thu là ai ủy nhiệm đi thu, ai sẽ là người ủy nhiệm đi thu em? Đón rồi. Cái ủy nhiệm chi á là người mua ủy nhiệm cho ngân hàng chi, vì ủy nhiệm thu là ai? Là người bán ủy nhiệm cho ngân hàng đi thu. Đúng rồi, người bán ủy nhiệm ngân hàng đi thu, thì cái này nó lại tương giống như tính chất giống như là gì ạ? Giống như, đúng rồi, giống như cái set. Nên ủy nhiệm thu hiện nay là không có còn nhiều cái dịch vụ, nghe kiểu không? Tất cả các ngân hàng ở Việt Nam mình là không có luôn, nghe kiểu em, bây giờ không có vụ này luôn. Nó là chỉ còn duy nhất là thằng FLC thôi, FLC băng. Những ngân hàng khác không còn dịch vụ ủy nhiệm thu nữa. Ủy nhiệm chi là nhiều, mà chỉ có FLC băng là còn ủy nhiệm thu thôi, mà cái ngân hàng này là không tên tuổi rồi. Mà nghe kiểu không, ngân hàng này của cái tập đoàn FLC luôn. Mấy bạn nắm được ý nói ha, được chưa? Rồi. Còn vì sao? Vì nãy nói rồi, vì người bán phải đi thu, nó giống như là ngân hàng, giống như là
ngân hàng nó giống như là đòi nợ thuê vậy thôi. Mà có nghe kịp không? Mà ngân hàng đâu rảnh đâu mà đi đòi. Mà có nghe kịp ý thì nói không? Ngân hàng đâu rảnh đâu mà làm chuyện này. Nắm được ha. Rồi. Mình sang cái hình thức kế tiếp. Còn máy này về coi thêm ha. Máy này về coi thêm nha. Được chưa? Rồi mình sang cái hình thức kế tiếp là thư tín dụng. Thì thư tín dụng đó chủ yếu á, là dành cho xuất nhập khẩu. Được chưa em? Thư tín dụng này nó cùng với hối phiếu đó dành cho xuất nhập khẩu. Ha, dành cho xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu tất nhiên là gì? Là hai cái công ty nằm ở hai cái quốc gia khác nhau. Đương nhiên hai ngân hàng cũng nằm ở hai quốc gia khác nhau, khác nhau luôn. Nắm được không? Và đặc biệt là xuất nhập khẩu. Và xuất nhập khẩu này á, thì nó có liên quan tới một cái đối tượng nữa. Ngoài người mua, người bán hay là công ty A, công ty xuất nhập, công ty xuất khẩu, công ty nhập khẩu. Rồi ngân hàng đại diện cho công ty xuất khẩu, ngân hàng đại diện cho công ty nhập khẩu. Còn có một cái chủ thể kế tiếp nữa là hải quan nữa nha. Nghe kịp không? Tại vì hàng hóa nhập về toàn bộ là qua hải về, hải quan hết. Nắm được ha? Và thầy nói nhắc lại nè, cái này dành cho doanh nghiệp xuất nhập nha, xuất nhập khẩu nha. Được chưa? Rồi, mấy bạn xem cái quy trình. Ai đọc được cái quy trình thanh toán bằng LC? Ai đọc được cái quy trình này? Có ai đọc được không em? Có ai đọc được không? Phát biểu thử coi. Rồi thôi vậy thì đọc cho nhanh nha. Bước 1 là đầu tiên là gì em? Nhà nhập khẩu đặt hàng nhà xuất nhập, xuất khẩu. Kịp không? Đương nhiên khi đặt hàng thì có lên hợp đồng này nọ kia hết ha. Nắm được chưa? Sau đó nhà xuất khẩu mới mở tới cái ngân hàng phát hành là đại diện cho cái công ty mình đó mở cái LC. Được chưa? Rồi ngân hàng phát hành đó thông báo cái LC cho cái ngân hàng thông báo đây là ngân hàng đại diện cho nhà xuất khẩu. Nhà xuất khẩu sau khi nhận được cái thông báo LC của ngân hàng phát hành sẽ gửi cái thông báo LC cho nhà xuất nhập xuất khẩu. Nắm được không? Rồi nhà xuất khẩu sau khi kiểm tra cái LC đúng hợp lệ sẽ giao hàng. Nắm được chưa? Giao hàng. Rồi trong thời gian giao hàng này nè, nắm được chưa? Nhà xuất khẩu lập chứng từ và hối phiếu. Nắm được chưa ha? Giao cái chứng từ và hối phiếu cho ngân hàng thông báo. Ngân hàng thông báo nhận được chứng từ và hối phiếu, giao cái hối phiếu cho ngân hàng phát hành. Ngân hàng phát hành khi nhận được cái hối phiếu yêu cầu nhà nhập khẩu thanh nhẹ, thanh toán. Và khi nhà nhập khẩu thanh toán xong, ngân hàng phát hành sẽ chuyển toàn bộ cái chứng từ cho nhà nhập khẩu. Nhà nhập khẩu cầm toàn bộ chứng từ này ra hải quan sẽ được thông quan hàng nhẹ, hàng hóa. Và bên cạnh đó thì ngân hàng phát hành cũng thanh toán cho ngân hàng thông báo. Được chưa? Và ngân hàng thông báo khi nhận được tiền thì thanh toán cho nhà xuất khẩu là xong. Đây là cái quy trình thư tín dụng LC. Và thầy nhắc lại đây là cho ngân hàng xuất nhập nha, xuất nhập khẩu. Nắm được ha? Rồi mình qua tới cái phần kế tiếp của mình á. Qua kế tiếp của mình là cái thanh toán bằng thẻ. Được chưa? Vì thanh toán bằng thẻ nãy thì nói đó là bản chất là mình chuyển khoản. Được chưa? Chuyển khoản. Vì ở đây mình đứng ở góc độ là khách quốc tế, có bao nhiêu cái loại thẻ thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay? Ai cho thầy biết? 4 loại. Là cái nào em? Dạ, Visa, Mastercard, JCB với lại American Express. À, đúng rồi ha em. Hiện nay đương nhiên là em thẻ quốc tế có nhiều lắm. Nghe kịp không? Ha, có nhiều lắm, nhưng mà 4 cái loại phổ biến nhất hiện nay và được thanh toán nhiều nhất hiện nay đó là 4 loại ha em, là Visa card,
Master cả, GCB cả và American Express. Cả bốn loại này, nó chia làm ba cái hình thức, ba cái mục, chia làm ba cái mục đích sử dụng chính. Và hay nói khác là cả bốn cái loại thẻ này nó có ba cái loại chính là thẻ ghi nợ là debit card, thẻ tín dụng là credit card, thẻ trả trước là rebate card. Nghe kiểu không em? Ha. Và được chấp nhận quốc tế nha. Cả bốn cái loại thẻ này, thầy nói lại, visa cũng có ba cái loại chính là debit card, ha, visa debit card, visa credit card, visa rebate card. Master card cũng giống như vậy, cũng có ba cái loại chính. Master card, debit card ha. Master debit card. Rồi master card, credit card ha. Rồi master card, rebate card. JCB cũng giống vậy ha. JCB debit card, JCB credit card và JCB rebate card. Cả bốn loại này đều có ba cái loại chính. Ở đây ai phân biệt hay là ai biết? Ở đây ai biết về ba cái loại thẻ này phát biểu cho thầy coi. Có ai biết về cái nào cũng được ha? Credit card hay là debit card hay rebate card? Có ai biết về ba cái này không? Phát biểu thử coi. Có ai biết về ba loại thẻ này không? Phát biểu thử coi. Dạ biết. Rồi phát biểu em. Dạ thầy, là đầu tiên là thẻ ghi nợ debit card là kiểu mình mở tài khoản xong cái mình có bao nhiêu tiền bỏ vô đó rồi mình đi mua đồ thì mình thanh toán bằng cái thẻ này, thì kiểu nó sẽ trừ cho mình trực tiếp luôn. Ví dụ mình có 10 triệu trong đây, mình đi siêu thị mua 1 triệu thì nó sẽ trừ trực tiếp 1 triệu đó của mình, thì mình còn 9 triệu trong, kiểu vậy đó. Còn cái mình có thẻ được xài, mình có được xài quá 10 triệu không? Dạ không, là kiểu có nhiều xài nhiều. Rồi ha. Cái debit card đó là loại thẻ là trong tài khoản có nhiêu xài bấy nhiêu, không được phép vượt quá, được chưa? Rồi em còn biết loại nào nữa không? Dạ còn có thẻ tín dụng là cái credit card, là kiểu mình sử dụng trên sự tin tưởng của ngân hàng, là mình phải chứng minh cho ngân hàng biết là mức thu nhập của mình có ổn định không, rồi nếu mà thu nhập cỡ bao nhiêu thì ngân hàng sẽ cho mình chi cỡ cái số đó, hoặc là gấp rưỡi cái số mà mình thu nhập đó thầy. Đúng rồi. Hiểu đơn giản là nó khác với cái loại debit card là nó sẽ được chi vượt mức, nghe kiểu không, vượt mức tiền trong tài khoản, thậm chí là không có tiền chi được luôn, đương nhiên là nó sẽ cho mình cái hạn mức, nghe kịp ý nói không, mặc dù trong tài khoản không có tiền nhưng mà mình được quyền nhận, được quyền mua sắm, được quyền chi trả, nắm được chưa, ngân hàng chấp nhận. Ok đúng. Dạ còn cái thẻ rebate card, cái thẻ trả trước là giống như mình nạp thẻ vậy, là mình không có cần mở tài khoản ngân hàng mà mình kiểu sẵn đi vô trong ngân hàng á, mình kêu là giờ tôi muốn mở cái thẻ trả trước, rồi tôi có nhiêu đây tiền nè, ví dụ có 5 triệu, nạp vô 5 triệu là xài đúng 5 triệu đó thôi, không có cần mở tài khoản. À, ok em hiểu cũng đúng luôn ha, nó giống như là nạp card vậy đấy, được chưa? Rồi cái rebate card á, thật ra bản chất nó giống là debit card em, nghe kịp không? Là mình có tài khoản cũng được. Nhưng mà cái tài khoản của rebate card người ta gọi là tài khoản thẻ, hiểu ý nói không? À, còn cái debit card là gọi là tài khoản. Mà mấy bạn nhớ là khi tôi có tài khoản tôi không có thẻ tôi xài cũng được nha, ha, nghe kiểu không? Nếu mà tôi có tài khoản mà tôi không xài thẻ đó thì tôi thanh toán online thôi, nắm được ý nói ha. Nhưng mà nếu mà tôi làm ra cái thẻ này thì trong tài khoản của tôi bao nhiêu á thì tôi chỉ chuyển qua ví dụ như 5 triệu, 3 triệu gì đó thôi là tôi xài, thì bản chất là trong thẻ có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, người ta gọi là tài khoản thẻ. Và cái khác biệt giữa hai cái này đó là cái rebate card không được chuyển khoản và không được rút tiền, nghe kiểu không, chỉ được thanh nhẹ thanh toán thôi, nắm được ý nói chưa. Còn cái debit card là được, và tiền bao nhiêu trong tài khoản xài được bấy nhiêu, nắm được ha. Rồi vậy thì ở trong bốn cái loại này đó đều có ba cái loại debit card, credit card và rebate card, được chưa em ha. Rồi mình sang cái phần thứ nhất là phần visa. Visa card do cái tổ chức nào, tổ chức ở nước nào phát hành em biết không?
Dạ Hoa Kỳ. Đúng rồi ha. À, visa cả thì thật ra là ở cái tổ chức là ở Hoa Kỳ thôi nha, ở Mỹ thôi nha ha, ở Mỹ phát hành và được chấp nhận trên toàn thế giới, đơn giản thế thôi nha. À, visa card cũng có 3 loại giống như nãy mình vừa nói là visa debit card, visa credit card và visa rebate card. Trong cái phần visa debit card đó là trong tài khoản có nhiêu xài bấy gì em? Xài bấy nhiêu. Nắm được chưa? Rồi. Trong nắm được ha, sau này về đọc thêm like ha. Rồi còn mình nhớ tương tự vậy thôi. Còn cái visa mà credit card là thẻ tín dụng đó, là người ta còn gọi là cái từ là chi tiêu trước trả tiền sau, nắm được chưa? Tức nghĩa là trong tài khoản tôi không có tiền, tôi vẫn đi mua đồ được. Và trong thời hạn tùy từng ngân hàng, có ngân hàng 5 ngày, 10 ngày, có ngân hàng 15 ngày, có ngân hàng thì cuối tháng em phải nạp tiền vô đủ là thôi. Còn nếu như nạp không đủ thì nó sẽ tính lãi. Các bạn có nghe kịp không? Cái này nó khuyến khích em tiêu dùng. Mà nếu như mà không có tiền vẫn xài được, rồi xài xong thì trả, nghe kịp không, trả sau cũng được, nhưng mà nếu quá hạn thì nó sẽ bị tính lãi, nắm được không em? Nếu quá hạn thì tính lãi, thì cái này thật ra có nên sử dụng hay không đâu cô hai nãy phát biểu rồi. Vì trong cái ba cái loại thẻ này á, theo em cái thẻ tín dụng nếu như là em thì em sẽ xài cái thẻ nào? Phát biểu trước rồi cô hai nãy á. Dạ nếu mà em thấy mình dư giả, mình giàu sang á, thì em không có cần. Tại vì có nhiều xài nhiều là an toàn được rồi. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình chưa có, cái mức thu nhập của mình chưa có đủ mà đáp ứng cái cuộc sống của mình á, thì mở ra xài thôi. Ví dụ mình thích cái đó thì mình mua liền ngay cái thời điểm đó, đỡ phải tiết kiệm, đỡ phải chờ đợi. Thì mình phải là một người tiêu dùng thông minh. Ví dụ như mình thấy mình xài lố thì mình phải biết dè sẻn lại để mình trả cho đủ. Nếu không là mất công đổ nợ. Em nói là hợp lý, nhưng mà thầy nói là nếu như là em thì em sẽ chỉ chọn một trong ba thôi, thì em mở thẻ nào? Dạ hiện tại là em đang xài thẻ debit đó thầy, Visa debit. Đúng rồi ha. Thì nói là tốt nhất là mấy bạn thấy là trong ba cái loại thẻ này á, thầy phân tích tiếp ha. Là ba cái loại thẻ này thì mấy bạn nếu như có mở thì thầy khuyên thì mở cái debit card thôi. Nắm được chưa? Tôi có bao nhiêu tôi xài bấy gì em? Bấy nhiêu. À, còn cái thẻ này á, là thẻ tín dụng này nè, là không có tiền cũng xài được. Nhưng mà mấy bạn thấy á, đây có quan điểm tôi nha, không tiền mà mình xài là thấy là đắm đuối rồi. Và cái trường hợp ngẫu nhiên là hầu như là mấy cái ngân hàng đều quất cái loại thẻ này màu đen. Thì mấy bạn hiểu này là tín dụng gì biết không? Này theo tôi hiểu thôi nha, theo cái này hiểu hơi nói chung hiểu nghĩa bóng thôi nha. Cái này nó giống như là cái tín dụng gì em? Tín dụng đen. Nghe kịp không? Và cái nguyên tắc nè, mình là người làm công ăn lương thì thầy nhắc nè. Một là có bao nhiêu là xài bấy nhiêu. Đừng ham mấy cái thẻ này giống như bạn mình nói là đổ nợ á. Mà hầu như thầy thấy rồi, nếu mà một cái người mà suy nghĩ giống như cô hai nãy, biết kiềm chế á, thì chỉ giống như cô hai nãy là người ta xài xài thẻ debit card thôi. Còn không ai mà xài visa đâu, không ai mà xài cái credit card này đâu. Nắm được chưa? Credit card này á, nếu mà vướng vô xài coi chừng là bị nợ em. Mà ngân hàng nợ đây một, thấy không, mấy thẻ màu đen hết không, thấy thẻ giống như tín dụng đen á. Rồi còn người làm công ăn lương nè, nhắc nè, bắt buộc phải biết tiết kiệm, làm 10 chỉ xài 2-3, cùng lắm là xài một nửa, bắt buộc phải để dành một nửa. Tôi không cần biết lương em là bao nhiêu, không biết là sống ở đâu, mà có nghe kịp không? Thì ví dụ như á, là tôi sau này tôi làm 10 triệu thì tôi quất tối đa 5 triệu thôi. Còn 5 triệu, tôi làm lương 5 triệu thì tôi xài 3 triệu, 2 triệu thôi. Cũng phải để dư 2 triệu. Bạn có nghe kịp ý nói không? Nguyên tắc là làm là phải để dành. Đó là cái người Á Đông của mình như thế. Còn theo cái
cái visa nè, nghe kịp không? Visa nè, thầy hiểu đơn giản, làm 10 nhưng mà xài tới 11, 12 được. Thì trong tài khoản nè, trong tài khoản được quyền xài quá đắt thì có phải là xài dư thì phải hết tiền mà vẫn xài không? Nếu là em làm 10 mà em xài 11, 12 thì chết. Các bạn có nghe kịp không? Là chết chắc. Nên là không có dở dư, nên là cái thẻ này thôi đừng xài nha. Nắm được chưa? Nhưng mà đòi nó trớ trêu em. Nếu như xài cái thẻ kia đó, thẻ debit card giống như bạn mình đó, thì ngân hàng nó có được, có lãi không? Nó có lãi không? Nó có lãi không em? Không, nó không có lời nhiều. Và nó lời nhiều là thẻ tín gì em? Tín dụng. Vì nó muốn em xài nhiều, nó thậm chí nó muốn em trả tiền không được để nó tính lãi mà. Nghe kịp không? Nắm được ý nói không? Và nó khôn lắm em. Nó lấy lên tiền lương của em, nó trừ tiền lương em, nên nó khôn lắm, nó đâu có xài em giật đâu. Hiểu ý nói không? Nó đâu có xài em giật, giống như bạn nãy đó, nó phải chứng minh thu nhập, nó trả qua tiền lương á. Nghe kịp không? Này còn hơn xã hội đen nữa. Mày nói xã hội đen đó là em cầm tiền em đi tới nó trả, là tôi được cầm tiền xong rồi tôi tới nó trả, còn ngân hàng nó không cho em cầm tiền đâu em. Nghe kịp không? Nó không cho em cầm tiền lương tới trả đâu, trừ trực tiếp. Nắm được ý em? Nó khôn lắm. Nên là xài cái thẻ này phải cẩn thận nha. Nên chính vì cái mức độ lợi nhuận, góc độ lợi nhuận, nên là ngân hàng nó chỉ xài cái thẻ tín dụng thôi, nó chỉ khuyến khích em xài thẻ tín dụng và cái thẻ debit card ít, được chưa? Và cái thẻ, nên cái mà thầy phân tích xong á thì mấy bạn thấy cái loại mà thẻ trả trước nữa đó, là nạp card á, có nhiêu xài bấy nhiêu á, thì nó càng không khuyến khích nữa, nghe kiểu không em? Và cái thẻ Visa Rebate card này chỉ còn hai ngân hàng có cái dịch vụ thẻ này thôi, là ACB và Sacombank. Những ngân hàng khác không thèm mở thẻ này luôn á, hiểu không? Tại vì mặt thật ra là hồi nãy thì nói trong tài khoản có bao nhiêu xài bấy nhiêu, nó còn không khuyến khích mà, nghe kịp không? Vậy thì cái này mà lại là xài nhỏ giọt nữa, nó còn không thích nữa, mà cái hai cái tính năng chuyển khoản và rút tiền nó cũng không có nữa, nên là dịch vụ này hiện nay rất ít xài. Các bạn có nghe kịp không? Ha, rất ít. Được chưa? Rồi. Cái loại thứ hai là Mastercard. Ai cho biết là Mastercard là nước nào phát hành nè? Visa là Mỹ rồi đó. Mastercard nước nào phát hành? Có ai biết không? Mastercard nước nào phát hành biết không em? Dạ Mỹ luôn á thầy ơi. Đúng rồi ha, Mỹ luôn nha em, kịp không? Vì cái Mastercard với Visa card về cái công năng sử dụng là y chang nhau, không khác gì hết. Nắm được chưa? Nắm được không? Mastercard, Visa card cũng là ở Mỹ tổ phát hành, và mỗi cái thẻ đều có cái ba cái loại thẻ giống như vậy ha, cũng là thẻ ghi nợ, được chưa? Rồi cũng là thẻ tín dụng. Nắm được chưa em? Và y chang như vậy, và cũng là thẻ trả gì em? Trả trước. Và cái thẻ trả trước này là gặp nhiều hạn chế nhất, có hai ngân hàng thôi, và ACB và VIB. Nắm được chưa? Và cái loại thẻ thứ ba là loại thẻ GCB card. Ai cho thầy biết GCB card là nước nào phát hành đây? Nhật đúng thầy. Rồi ha. Cái chữ đầu là chữ G, là chữ ra băng đó. Nghe kịp không? Là của Nhật. Nắm được không em? Là của Nhật. Còn về công năng cũng giống vậy, GCB card nó cũng có ba cái loại giống như vậy ha. Cũng có ba cái loại, được chưa? Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Nắm được ý thì nói chưa? Rồi, trong cái loại thẻ trả trước này chỉ còn ngân hàng ACB thôi. Cái này nó còn ít dữ nữa, trong phần thẻ trả trước chỉ có ngân hàng ACB thôi. Và qua đây các bạn thấy á, một ngân hàng mà có đầy đủ cái dịch vụ nhất hiện tại là ngân hàng ACB. Nghe kiểu em, ACB, được chưa? Ba cái loại thẻ này công năng như nhau thôi. Vậy thì cuối cùng là tùy cái mục đích, tùy cái quốc gia mà em tới thì em sẽ mở các loại thẻ này. Nắm được ý thì nói chưa? Thầy ví dụ nè, Visa thì thường đi đâu thì mình mở Visa, có ai biết không? Dạ mình đi ra nước ngoài. Nước ngoài nhưng mà đặc thù đi ở đâu mình mở Visa? Mình đi Mỹ, đi châu Âu. Đúng rồi em.
đi Mỹ là mở visa là ok rồi đó, nghe kẹo em, tại vì cái quốc gia phát hành là Mỹ mà. Nhưng mà cái châu đặc thù là châu Âu, mà những cái khối nước trong EU á, nghe kẹo em, thì mình mở visa, nghe kẹo không? Còn ngoài cái EU cũng là châu Âu, nhưng mà ngoài cái EU ha, Bắc Mỹ rồi đó, nghe kẹo ý nói không? Thì những cái quốc gia Bắc Mỹ như Brazil này nọ kia thì em xem sẽ xài Mastercard, nắm được chưa ha? Nghe kẹo không ha? Ngoài châu Âu á thì Mastercard nó sẽ hữu dụng hơn, nó sẽ được ở đó, nó sẽ thịnh hành hơn, nắm được chưa? Còn ví dụ đi châu Á thì có cần phải mở visa không? Ví dụ như đi Nhật thì mình sẽ ưu tiên mở thẻ gì em? Mở thẻ gì đấy? JCB. Bởi vì ở nước Nhật người ta có thẻ JCB thanh toán quốc tế, mà nước Nhật ta mở ra tất cả đều được. Nhưng mà tự nhiên giờ qua Nhật mà em thanh toán bằng thẻ visa thì nhiều khi nó cũng kỳ kỳ. Các bạn có nghe kịp không? Thì đại ý là ba cái loại thẻ này có cái công năng là như nhau. Các bạn có nghe kịp không? Về mặt công dụng như nhau hết, không khác gì hết, nắm được chưa? Nhưng mà tùy theo cái mỗi quốc gia, mỗi cái nơi mà em tới đó, người ta thịnh hành cái nào thì mình mở cái đó thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn có nghe nắm được ha? Rồi, trong ba cái loại thẻ này như nhau ha, còn có loại thẻ thứ tư là loại thẻ đặc biệt, đó là loại thẻ đặc biệt, đó là cái loại thẻ American Express. Nghe kẹo em ha, loại thẻ American Express. Thì đây là sao mà thầy gọi là loại thẻ đặc biệt? Đây là loại thẻ rất khó mở. Các bạn có nghe kịp không? Và nó rất khó tính, dành cho những cái thành phần đẳng cấp. Mấy bạn có nghe kịp không? American Express thì đương nhiên cũng ở Mỹ rồi. Mấy bạn có nghe kịp không? Cũng ở Mỹ rồi. Nhưng mà nếu mà em qua Mỹ mà em mở được cái thẻ American Express này thì quá ngon. Mấy bạn có nghe kịp không? Ha, quá đẳng cấp. Ở Việt Nam mình cái phần American Express này á, chỉ có một ngân hàng duy nhất là ngân hàng Vietcombank. Nói chưa ha? Nó chỉ có một ngân hàng Vietcombank là được ký liên kết, hay mình gọi là độc quyền, nghe kiểu không? Hay độc quyền phát hành, chỉ có duy nhất một ngân hàng. Còn Visa, Mastercard, JCB card, tất cả ngân hàng đều có hết. Còn riêng cái American Express này chỉ có ngân hàng Vietcombank là độc quyền phát hành. Mấy bạn có nghe kiểu không? Và Vietcombank chỉ phát hành một loại duy nhất là credit card. Phát hiện có một là như tùy theo cái hình thức sử dụng, và nó có bốn loại, nghe kiểu không? Đây nè, có bốn loại, tùy theo khách hàng, tùy theo cái mục đích sử dụng mà ngân hàng Vietcombank sẽ cung cấp cho em một trong bốn cái loại này, nắm được chưa? Và bốn loại này đều là cái credit card hết, nắm được chưa ha? Đây là thẻ tín dụng hết. Cái số 1 debit card với rebate card á, là Vietcombank không có, chỉ có bốn cái loại này thôi, nắm được chưa em ha? Rồi, mình qua cái phần kế tiếp nha. Vì vừa rồi mình tìm hiểu về bốn cái loại thẻ ha, bốn cái loại thẻ phổ biến nhất thanh toán quốc tế hiện nay, nắm được chưa ha? Mình qua phần kế tiếp là phần phiếu du lịch, hay người ta gọi là voucher. Ở đây có ai xài voucher rồi phát biểu thử coi, có ai xài voucher rồi phát biểu thử thì coi coi, có ai xài voucher rồi? Sinh viên xài voucher nhiều mà, nghe kịp không? Phát biểu thử coi. Dạ thưa thầy, voucher là một cái tờ phiếu mà nó sẽ được các công ty phát hành cùng với những cái điều kiện đi kèm khi sử dụng cái voucher đó, và nó tương ứng với một cái giá tiền hoặc là một cái gói dịch vụ nào đó đi kèm. Đúng rồi, mà mình mua trước hay là mua sau? Dạ thưa thầy, là mình mua trước đó thầy. Đúng rồi ha, mình mua trước. Rồi, giống như bạn nói, voucher là một tờ, cũng là một cái vé thôi ha, là mình mua trước, được chưa? Trong đó ghi đầy đủ dịch vụ chi nhánh này nọ kia của các doanh nghiệp nó phát hành. Rồi có một cái đặc điểm nữa là trong cái voucher nó có gì nữa? Trong voucher có gì nè? Cái này rất quan trọng nha. Nếu mà không để ý tới cái này mà coi chừng xài không được voucher này á. Thời gian đúng không thầy? Nó có thời gian nha, voucher có thời gian, hết thời gian ghi trên voucher là coi như mất tiền. Rồi khi mua hàng đó, ở trong voucher đó, thì các bạn thấy là mình có được, nếu mà tôi mua ít tiền hơn, ví dụ tôi mua cái voucher 2 triệu mà vô tôi chỉ xài có 1 triệu 8 mà thì có được thối lại 200 không? Có được thối lại không? Không, mất luôn. Không được thối lại nha em. Xài vượt mức thì đóng thêm, còn hãy xài ít hơn thì không xài đủ thì bỏ nha. Nghe kiểu không? Nó không thanh toán lại bằng tiền mặt đâu nha em. Nghe kịp không?
ha, nó không có đổi lại tiền mặt đâu nha. Và cái giống như bạn mình nói á, trong cái voucher là bản chất của nó là một cái thanh toán trước, được chưa? Và trong cái voucher là thường doanh nghiệp, đây là cái mẫu voucher của thằng Sài Gòn Tourist, mỗi doanh nghiệp có cái mẫu voucher khác nhau. Trên voucher có đầy đủ hồi nãy giờ mình nói hết rồi đó nha, nghe kịp không? Và nhắc lại là trên cái voucher thường là nó có ghi địa điểm, nó ghi chi nhánh, nó ghi đầy đủ dịch vụ hết. Mà thông thường ví dụ trên voucher nó ghi 3 dịch vụ đi, nhưng mà trong cái Sài Gòn Tourist nó tới 5 dịch vụ, thì em xài lọt 2 dịch vụ ngoài voucher phải trả tiền nha, nghe kịp ý nói không? Nó chỉ cái voucher nó chỉ là ghi những cái dịch vụ trong đó, thì mình chỉ xài những cái dịch vụ trong đó thôi, nắm được ha? Thầy cái này mấy bạn nghiên cứu thêm giùm ha, thầy cho qua. Còn mình qua cái cuối cùng của cái thanh toán cái thời điểm hiện tại, nghe kịp không? Thanh toán thời điểm hiện tại như thế này, ai biết hiện tại thì người ta thanh toán bằng cái gì nữa? Một cái loại hình thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến và hiện nay Việt Nam mình đang nghiên cứu và đang phát triển, thanh toán bằng gì ạ? Dạ bằng Momo, ví điện tử. Đúng rồi, cái hình thức cuối là thanh toán bằng ví điện nha em, ví điện tử. Và hiện tại là cái phổ biến là thanh toán bằng Momo nha, Momo, nắm được chưa? Thì trước đó thì tôi nghĩ đương nhiên Momo thì sử dụng làm gì, thì hầu như là một số bạn thì nói là như trường tôi là chủ yếu là đóng học phí rồi xem phim, nghe kịp không? Rồi thanh toán một số cái đồ ăn ở trên mạng, mấy bạn có nghe kịp không ha? Thanh toán mua hàng ở trên mạng, nghe kịp không? Rồi nhưng mà trước đó là tôi nghĩ thì thật ra là trước khi Momo ra thì tôi ví dụ như xem phim thì mình có tài khoản ngân hàng thì mình thanh toán được không? Được không em? Được không? Ở trước đó mua vé xem phim có tài khoản ngân hàng được không? Được. Mấy bạn biết không? Nhưng mà mấy bạn để ý là gì? Là trong cái khi mà mình thanh toán nó chỉ có chấp nhận ở một số ngân hàng thôi, 5-7 ngân hàng gì đó thôi. Nó chỗ nào mà cái xem phim của nó mà cái công ty nó lớn thì nó có nhiều một chút, còn không thì nó chỉ có 1-2 ngân hàng nào đó thôi. Mấy bạn có nghe kịp không? Ví dụ như học phí ngày xưa trường tôi cũng vậy, rồi chỉ chấp nhận Agribank thôi, thậm chí là phải có thời điểm là phải vô Agribank ở trong trường á, trong trường có cái Agribank thì phải vô trong trường Agribank đóng học phí. Còn bây giờ á, Momo là nó chấp nhận, hai em nghe kịp không? Như Momo của mình là nó chấp nhận ở tất cả 25 ngân hàng luôn. Các bạn có nghe kịp không? Thật ra nó cũng là một trung gian thôi, nhưng mà nó được chấp nhận ở tất cả các ngân hàng, kịp không? Hầu như tất cả các dịch vụ ha, tất cả ngân hàng, tất cả dịch vụ, cái nào xài cũng được hết và nó rất tiện lợi. Và một cái đặc điểm mà người ta xài nữa thì trước đó tôi không xài thì tôi nghĩ là nó không bảo mật, nhưng mà bạn thực tế thì nó sao em? Nó có bảo mật không? Có bảo mật không? Ai xài rồi cho tôi biết, em cảm thấy là Momo có bảo mật không? Có dễ bị đánh cắp cái ví của em không? Có ai xài rồi phát biểu thì ý này coi. Có dễ bị đánh cắp không? Dạ không. Rất khó. Vì sao em? Vì mỗi một cái Momo chỉ gắn với mấy cái điện thoại em. Mấy cái? Dạ một cái. Một số điện thoại chỉ xài cho một cái Momo thôi. Và cái này nó xài cái hình thức bảo mật, gọi là chuẩn quốc tế, nên cực kỳ bảo vệ, bảo mật, nắm được cho em. Rồi nó xài nhiều nữa thì nhắc lại, nó ký liên kết với tất cả các ngân hàng ở Việt Nam, nắm được chưa? Và ký luôn cái liên kết với cái ba cái thẻ mình nói vừa nói là thông dụng, là Visa, Mastercard và CVCB card. Còn American Express thì ngân hàng Vietcombank nó độc quyền thì mình không nói, các bạn có nghe kịp không? Còn ba cái loại thẻ Visa, Mastercard, CVCB card ký liên kết luôn thì hầu như là nó cũng có tính quốc gia quốc tế luôn rồi. Mấy bạn có nghe kịp ý nói không? Rồi, vậy thì nhắc lại là cái xu thế trong tương lai sẽ là thanh toán bằng ví điện tử. Mấy bạn có nghe kịp không? Vì sao? Ví điện tử cũng thật ra bản chất nó cũng giống như tài khoản ngân hàng thôi em. Nhưng mà nhắc lại là nó đầy đủ dịch vụ ha, đầy đủ dịch vụ, nó gồm tất tần tật vô trong cái ví điện tử này hết. Nên là nó rất là tiện lợi, nắm được cho em ha, người tiêu dùng, và nó bảo mật. Hai cái này là hai cái chính, nghe kịp không? Hai cái chính.
và sắp tới chính phủ mình cũng sẽ ra một số cái ví điện tử tiếp nữa. Các bạn có nghe kịp không? E-bay vân vân rồi Việt Nam nhiều lắm, sắp tới chính phủ mình sẽ ra nhiều thứ lắm. Nghe kịp không? À, mấy bạn nghiên cứu thêm cái phần ví điện tử này, ngoài cái Momo ra mấy bạn nghiên cứu tiếp ha. Nghe kịp không? Rồi. Vì bài của mình tới đây là kết thúc. Nắm được chưa? Rồi mấy bạn nhớ là mình có bài tập, về làm bài tập giùm nha. Nghe kịp không? Và nhắc lại là hẹn của mình là tới thứ bảy, tới chủ nhật luôn nha. Ai mà điểm thấp thì nhớ là về đọc tài liệu thêm, nghiên cứu thêm nha. Nắm được chưa? Rồi. Ok, bài mình kết thúc nha. Trân ơi, em có đó không Trân? Trân ơi. Thầy. Vậy thì thống nhất là cái bữa thứ năm đó xài bằng tài khoản riêng á, xài bằng tài khoản riêng nha. Em khỏi lên cũng được nha Trân. Dạ vâng, thứ năm đó thầy. Rồi ok nha. Mấy bạn nhớ là thứ năm nãy thì cho tài khoản là ai, mấy bạn chụp hình lại giùm nha. Rồi thứ năm mình online bữa cuối cùng, nhắc lại bữa cuối cùng rất quan trọng nha. Rồi mấy bạn cũng đi học đầy đủ và đúng 1 giờ nha, không phải 1 giờ 15 nha. Nắm được ý nói chưa? Đúng 1 giờ vô thì ôn tập á, còn bạn nào bỏ là đắm đuối nha, tới 6 điểm nữa nha. Nghe kịp không? Ôn tập tới 6 điểm nữa là theo kịp giùm nha. Rồi ok, mình kết thúc đây nha. Dạ thầy. Thôi có kiểm tra điểm danh nha. Bạn Duy Nhân 26N9. Thì có. Bạn Anh Thư 26N9. Dạ có. Rồi ok ha, còn lại đủ nha. 26N10. Bạn Gia Bảo. Rồi Gia Bảo vắng ha. Rồi còn lại đủ nha. 26N11. Bạn Đặng Nguyễn Minh Hiếu. Rồi Hiếu vắng ha. Rồi còn lại đủ nha. Rồi 26N12 mình đủ. Rồi mình kết thúc buổi học tại đây nha các bạn. Rồi chào các bạn, chào thầy.